chào mừng tất cả các em đã đến với kênh Good Morning Việt Nam của chị Vy Đỏ. Đố các em đây là cái gì? Đấy là một cái hot dog đây, một cái gói bằng bánh mì hot dog. Để chị đã ăn xem. Yummy. À, hôm nay chúng ta sẽ làm video gì đây ta? Không biết nữa. Để chị Vy Đỏ suy nghĩ xem. Đúng rồi. Đây. Ta-da. Đố các em đây là cái gì? Đây là một bộ vẽ phát sáng trong bóng tối. Đây là một bộ vẽ trên vải các em, gọi là glow in the dark. Chúng ta sẽ vẽ lên áo hoặc lên quần jean cũng được luôn. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Và thử vẽ lên áo thôi. Rồi, áo đâu rồi? Thì lấy áo thôi. Áo ơi, áo ơi. Lấy một cái áo nào. Áo gì cũng được nha các em. Áo màu gì cũng được hết. Chị bây giờ sẽ lấy cái áo yêu thích nhất của chị Bí Đỏ đây. Áo này có chữ hi. Hi, xin chào tất cả các em. Đây, rồi. Chúng ta sẽ tô lên cái chữ hi này nha. Chị Bí Đỏ sẽ trải cho cái áo này nó thẳng lên thế này. Và chị đã bắt đầu lấy cái này ra. Trong đây gồm có 6 màu tất cả. Đây là lần đầu tiên chị Bí Đỏ trang trí áo bằng cái bộ này đó các em. Lấy ra nào. Sáu cái bút như thế này. Màu cam, màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu xanh lá và màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ tô cái viền cho cái chữ hai này nhé. Chữ hai này có hình con bướm ở đây. Quá dễ thương. Và dưới đây chị Bí Đỏ sẽ ghi chữ Good Morning Việt Nam, là tên của kênh chúng ta luôn nhé. Chị Bí Đỏ sẽ bắt đầu với màu vàng. Màu vàng phát sáng hay còn gọi là dạ quang đó các em. Video này được rất là nhiều bạn nhỏ yêu cầu, nhưng mà chị Bí Đỏ lúc trước chưa có thời gian đó. Hôm nay chị Bí Đỏ sẽ đặc biệt sắp xếp thời gian để làm video này tặng tất cả các em. Rồi, các em nào thích video này hãy tặng video một cú like và nhớ share video đến tất cả các bạn khác nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký để nhận được thông báo khi chị Bí Đỏ ra video mới nhé. Chị Bí Đỏ đang tô cái viền của cái chữ H. Chữ hai. Hai có nghĩa là hello đó các em, xin chào. Chữ H xong rồi. Bây giờ qua chữ Y, còn gọi là chữ I trong tiếng Anh. Yeah, bây giờ chị Bí Đỏ sẽ dùng màu khác để ghi chữ Good Morning Việt Nam ở đây. Good Morning Việt Nam là tên kênh của chúng ta. Bạn nào mới biết đến kênh Good Morning Việt Nam thì hãy vào trang chính để xem tất cả các video của chị Bí Đỏ nha. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ tô cái màu xanh lá cây đậm ở đây. Rồi, chữ morning cũng sắp xong rồi các em. Ha, các em thấy cái chữ viết của chị Bí Đỏ như thế nào? Lâu rồi chị Bí Đỏ không có rèn chữ. Hồi nhỏ chị Bí Đỏ học ở trường, hồi cấp 2 đó, chị Bí Đỏ học lớp 9, chị Bí Đỏ thi cuộc thi viết chữ đẹp đó, chị Bí Đỏ được giải nhất. Nhưng mà lâu quá rồi không có ghi chữ đó các em, cho nên hơi bị cứng. Việt Nam, chữ Nam sắp xong rồi.
Còn chú em ở đây nữa thôi. Rồi, xong rồi. Rồi ở giữa này có khoảng cách ở đây, chị Bích Đỏ sẽ vẽ hình trái tim, đã sử dụng màu hồng. Chúng ta sẽ vẽ một trái tim to ở đây nhé. Rồi sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta phải đợi 4 tiếng thì nó sẽ khô lên vải và nó mới phát sáng được. Chị Bích Đỏ không biết là nó độ phát sáng của nó như thế nào, để tối nay chúng ta sẽ xem nha. Rồi hình trái tim ở đây. Rồi bên trong cái này chị Bích Đỏ nghĩ là chúng ta sẽ cho vẽ một thêm một trái tim nữa nhưng mà màu trắng nhỏ hơn nhé. Các em hãy vào và đăng ký thành viên trên kênh Quýt Bánh Việt Nam để nhận được thông báo khi chị Bích Đỏ ra video mới. Và các em ơi, kênh của chúng ta sắp được 1 triệu lượt đăng ký rồi. Vì vậy bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ kênh và giúp đỡ kênh Quýt Bánh Việt Nam của chị Bích Đỏ đạt được 1 triệu lượt đăng ký trong tháng này nhé. Chị Bích Đỏ cảm ơn tất cả các em nè. Bây giờ chị Bích Đỏ sẽ thử tô lên cái tấm này xem sao. Cái này không phải là dành cho giấy nhưng mà chúng ta làm thử xem sao nhé. Quyển tập Elsa, chị Bích Đỏ sẽ dùng màu xanh đi. Chúng ta thử xem để cho nó khô xem nó có phát sáng hay không nhé. Có dạ quang hay không. Rồi chị Bích Đỏ sẽ ghi tên của chị Bích Đỏ lên đây. Chị Bích Đỏ sẽ ghi tên Pumpkin. Pumpkin là tên tiếng Anh của chị Bích Đỏ. Bây giờ chị Bích Đỏ sẽ để cho nó khô trong vòng 4 tiếng và chúng ta sẽ vào bóng tối kiểm tra xem nó có phát quang hay không nhé. Rồi sau 4 tiếng đây các em. Rồi sơn đã khô rồi, không còn dính tay nữa. Rồi cuốn tập cũng đã khô luôn. Đây chữ này đã khô rồi. Vào bóng tối, wow, cái chữ nó đã sáng lên rồi, nó đã dạ quang. Hay quá. Các em thấy rõ không? Chị Bích Đỏ thấy được chữ 2 và chữ pumpkin bên cuốn tập ở bên đây. Chị Bích Đỏ cũng thấy hình trái tim, rồi hình con bướm ở đây nữa và chữ Việt Nam. Chị Quý Món Niên thì thấy không có rõ lắm. Rồi ra ngoài ánh sáng thì nó như thế này các em. Các em có thích cái áo này không? Rồi video của chị Bích Đỏ đến đây là hết rồi. Nếu các em muốn chị Bích Đỏ tiếp tục làm về sơn dạ quang nữa thì hãy bình luận và cho chị Bích Đỏ biết nha. Bây giờ chị Bích Đỏ muốn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.